Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, một nữ giáo viên đã được phát hiện bị sát hại tại dãy cà phê trong tình trạng vô cùng thê thảm. Khuôn mặt nạn nhân bị biến dạng, đang trong quá trình phân hủy mạnh nên công tác xác định danh tính gặp vô vàn khó khăn. Nhưng nhờ vết bớt trên lưng thi hài, mọi chuyện dần sáng tỏ. Sự ra đi đầy ám ảnh của cô gái trẻ khiến nhiều người dân không khỏi hoang mang bởi mức độ dã man, tàn nhẫn của kẻ thủ ác. Khi danh tính của kẻ này lộ diện, cùng với đó là bí mật mối quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ, càng khiến cho người ta không khỏi bất ngờ. Diễn biến của vụ việc này sẽ có trong video dưới đây của chúng tôi. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vụ án xảy ra tại vườn cà phê của bà Lê Thị Mỹ Châu ở khu 9 tổ 13, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Vào lúc 15 giờ ngày 3 tháng 10, chị Mai và chị Châu trong lúc đang bón phân cho cây cà phê trong vườn thì bất ngờ phát hiện một nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân là nữ giới khoảng trên 20 tuổi, thiệt mạng trong tư thế treo trên một cành cây cà phê. Trong tư thế ngồi ngửa, cổ bị quàng và treo vào cành cây bằng sợi dây dù. Nạn nhân mặc áo màu hồng, đeo túi xách màu nâu, trên tay cầm chai nước suối. Ngay sau khi phát hiện ra thi hài xấu số, chị Mai đã báo ngay cho chính quyền của địa phương. Chiều ngày 3 tháng 10 năm 2015, cơ quan công an nhận được tin báo đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin và tiến hành điều tra, tổ chức xác minh, bảo vệ và phong tỏa hiện trường. Nạn nhân là Đặng Thị Yến, sinh năm 1991, ngụ tại phường 12 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, là giáo viên của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Bình Thạnh. Nguồn tin từ một số người dân cho biết đã từng thấy nạn nhân có mặt tại địa phương vào trung tuần tháng 9 năm 2015. Trước đó, người nhà của nạn nhân đã đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook khi phát hiện tín hiệu điện thoại của nạn nhân gần địa bàn huyện. Khi đó, gia đình nạn nhân đã thông báo cho cơ quan chức năng tìm kiếm. Rạng sáng ngày 4 tháng 5, cơ quan khám nghiệm pháp y và gia đình nạn nhân đã có mặt. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân đã không nhận ra được thi hài là ai vì gương mặt của cô gái đã hoàn toàn biến dạng. Qua quá trình mổ đại thể và vật chứng tại hiện trường là đôi dép và nữ trang gồm hai chiếc nhẫn, một chiếc bông tai nhưng vẫn không xác định được nạn nhân là ai. Mãi đến khi được hỏi về một số điểm nhận dạng, gia đình nạn nhân mới nhớ đến vết sẹo trên gối và cái bớt ở sau lưng. Ngay lập tức, cơ quan khám nghiệm đại thể đã kiểm tra, xác định nạn nhân chính là Đặng Thị Yến. Trưa cùng ngày, thi hài cô gái xấu số đã được đưa cho gia đình đưa về thành phố Hồ Chí Minh để an táng. Trong quá trình điều tra, từ các dấu vết thu thập được tại hiện trường và qua khám nghiệm đại thể, cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ án mạng. Sau đó, hung thủ đã tạo dựng hiện trường giả là một vụ quyên sinh thông thường nhằm đánh lừa cơ quan điều tra. Sau khi rà soát và khoanh vùng các đối tượng tình nghi để tìm kiếm đối tượng ra tay sát hại cô gái, để chuyên án thành công nhanh nhất, hiệu quả với quyết tâm cao, phải bắt bằng được hung thủ, buộc hắn phải trả giá cho tội ác của mình. Cơ quan điều tra công an huyện Di Linh đã nhận định chính xác và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Chân dung kẻ tình nghi số 1 đã từng bước được dựng lên rõ ràng. Ngay sau đó, cơ quan điều tra xác định nghi phạm của vụ án chính là Hà Dã Viễn, sinh năm 1994, trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng Viễn là học sinh tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đã xác định đối tượng, công an huyện Di Linh đã mở rộng địa bàn điều tra. Được biết nghi can Viễn đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, tổ điều tra công an huyện Di Linh phối hợp cùng phòng PC45 công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành vây bắt đối tượng vào ngày 4 tháng 10. Tối cùng ngày, đối tượng Viễn được di lý về trại giam công an tỉnh Lâm Đồng. Hà Gia Viễn là đối tượng nghiện nặng, từng có tiền án về tội cướp tài sản và được mãn hạn tù vào cuối năm 2014. Sau khi ra tù, y vào học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình theo học tại trung tâm, đối tượng Viễn đã nảy sinh tình cảm với nạn nhân Đinh Thị Yến là giáo viên của trung tâm này. Bước đầu, Viễn khai nhận nạn nhân Đặng Thị Yến chính là cô giáo và cũng là người yêu của mình. Theo đó, trong quá trình học tập tại một trường trung cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, do chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông nên Viễn phải tranh thủ đi học thêm tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Bình Thạnh. Trong quá trình này, Viễn đã quen với cô giáo Yến và hai người đã nảy sinh tình cảm. Do bản thân nghiện chất cấm nên khi thấy người yêu có xe máy và điện thoại đắt tiền, Viễn đã nảy sinh chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Để thực hiện âm mưu này, đối tượng Viễn đã rủ chị Yến đi Đà Lạt chơi. Vào khoảng ngày 23, ngày 24 tháng 9 năm 2015, Viễn rủ Yến về Di Linh. Trước khi đi, Viễn và cô Yến đưa xe máy của Yến đi gửi, rồi đón xe khách lên huyện Di Linh. Hai người đi xe máy đến bến xe miền Đông,
gửi xe ở đó, bắt xe lên Đà Lạt. Khi đến địa phận huyện Di Linh, Viễn đã rủ nạn nhân ghé vào thăm ông bà nội, đồng thời đi vào chợ mua một đoạn dây dù dài 3 mét. Sau đó dẫn người yêu vào rẫy cà phê của người bà con là bà Châu để tâm sự. Khi hai người đang ôm ấp nhau dưới gốc cà phê, Viễn liền làm cho nạn nhân nghẹt thở đến mất mạng. Rồi hắn dùng dây dù thít chặt cổ của nạn nhân, treo lên cây cà phê, dựng hiện trường giả là một vụ quyên sinh. Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, đối tượng này đã lục túi sách, lấy ví tiền, giấy tờ xe cùng điện thoại di động, rồi gọi cho người yêu cũ của mình đến đón, trở ra thị trấn Di Linh. Tại đây, hắn đã đem bán điện thoại của nạn nhân tại tiệm điện thoại di động ngay trung tâm chợ. Do nghiện nặng, đối tượng đã nhanh chóng tiêu xài hết số tiền vào việc thỏa mãn cơn nghiện của mình. Hết tiền, Viễn liền gọi điện thoại cho một người bạn gái khác của hắn tại huyện Di Linh, mượn bạn gái 200.000 để bắt xe xuống thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, hắn lấy chiếc xe của chị Yến đem đi bán lấy tiền và thuê nhà nghỉ cho đến khi bị bắt giữ. Chiều ngày 6 tháng 10 năm 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố Hà Gia Viễn để điều tra về hành vi sát hại người và cướp tài sản. Sau khi biết về thông tin của vụ án, nhiều người dân vẫn không tin Viễn lại có thể ra tay tàn ác đến như vậy đối với chính người yêu của mình. Một người ở gần nhà đối tượng cho biết, do bố mất từ khi Viễn còn rất nhỏ nên Viễn và em trai sống cùng với ông bà nội, trong khi mẹ của cậu ta và người em gái cùng mẹ khác cha của Viễn đã chuyển đến sống cùng ông bà ngoại. Ông bà nội của Viễn lại thương Viễn lắm, tuy gia cảnh chưa đến nỗi khá giả, nhưng anh em Viễn không phải sống thiếu thứ gì. Trước đây Viễn rất hiền, chỉ lâu lâu nhóm thanh niên ngồi lại chơi với nhau thì uống vài ba ly rượu, chứ không hề quậy phá, cờ bạc hay nghiện ngập gì. Thảo, một cô bạn của Viễn cũng cho biết, anh Viễn học trên em một khóa, bị làm trong đội cờ đỏ nên em biết anh ấy. Ngày ấy anh Viễn rất hiền, đến mức chúng em còn thấy là ngờ nghệch. Theo Thảo, do quá hiền lành nên Viễn đã thường xuyên bị các học sinh khác bắt nạt và tìm đánh. Để được yên thân, Viễn từ đó đã phải trộm tiền của bà nội để mua đồ ăn thức uống cúng cho những kẻ hay bắt nạt mình. Cũng trong năm lớp 11, anh Viễn bắt đầu chơi game và dần dần bị nghiện game. Lại thêm việc yêu đương nam nữ nên ngày càng nhiều lần trộm tiền của gia đình mang đi chơi game, mua đồ tặng cho các bạn gái. Năm 2012, Viễn cấu kết với một số bạn bè đánh thuốc mê ông nội mình, lấy đi một số lượng lớn cà phê mang đi bán. Hôm trước khi bị bắt giữ về tội đánh thuốc mê ông bà nội để ăn trộm cà phê bán, anh Viễn có mời em và một số người bạn khác chơi ở trong nhóm đi ăn uống linh đình để khao chiếc xe máy mới. Chúng em cứ nghĩ anh ấy được ông bà nội cho tiền mua xe hoặc là nhờ vào việc trúng phải số đề. Chỉ đến ngày hôm sau thấy công an về bắt, chúng em mới biết chuyện anh ấy trộm cà phê của nhà đem bán lấy tiền mua xe. Thảo kể, sau lần đó Viễn cũng đã bị tuyên phạt 2 năm tù giam. Thảo cho biết, tháng 7 năm 2014, sau khi mãn hạn tù, Viễn trở về và đã đến tìm gặp cô để tâm sự. Anh ấy bảo rằng ở trong tù khổ lắm, rồi bảo em sau này nếu có làm gì thì làm, nhưng cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ càng, đừng làm liên lụy đến gia đình, tội cho bố mẹ, khổ cho ông bà lắm. Nghe vậy em cũng nghĩ chắc anh ấy đã biết ăn năn hối cải nên cũng mừng cho anh. Có ai ngờ rằng giờ anh ấy lại phạm phải một cái tội tài đình như bây giờ chứ. Bây giờ em thấy tội nhất là ông bà nội của anh Viễn. Từ ngày anh ấy bị bắt đến nay, bà cứ khóc lên khóc xuống thôi. Bà bảo đến làm con gà anh Viễn còn không dám, sao lại dám đi sát hại người. Ông bà cũng đã có tuổi, em chỉ lo ông bà không vượt qua được cú sốc tinh thần lớn như thế này. Sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em, lại là em út trong nhà, nên nạn nhân Đặng Thị Yến được mọi người đánh giá là ngoan hiền, học giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Yến đã được nhận vào dạy học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Bình Thạnh. Số trời run rủi thế nào cho chị và Viễn quen biết nhau, rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Anh Đặng Văn Phong, anh trai của nạn nhân cho biết, Yến là một người rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, nên gia đình hầu như không biết rõ. Chỉ biết lờ mờ vì đã có lần chị này nhắc đến một người học trò tên là Viễn. Khoảng cuối năm 2014, khi cơ quan có tổ chức chuyến đi thực tế ở Đà Lạt, trong chuyến đi đó em tôi nói có ghé vào nhà Viễn để chơi. Theo anh Phong, sau khi biết được chị Yến là giáo viên dạy học thì ông bà nội của Viễn rất mừng và gửi gắm cháu cho Yến. Nói về việc này, Thảo cũng cho biết, sau khi chị Yến đến nhà chơi, ông bà nội của anh Viễn rất mừng. Khi chị ấy về lại thành phố Hồ Chí Minh, ông bà còn gửi quà xuống cho gia đình chị. Ông bà cũng nói đi nói lại với hàng xóm về việc anh Viễn có người yêu là giáo viên
và tự hào về chuyện này lắm. Trước đấy hy vọng, vui mừng vì cháu mình có người yêu tốt bao nhiêu, thì bây giờ ông bà nội của Viễn lại đau khổ bấy nhiêu. Khuôn mặt gầy gò nhăn nheo của hai ông bà đã ở cái tuổi xưa nay điếm, hiện rõ nỗi đau đớn ê chề và thất vọng khi đứa cháu nội mà mình hết mực yêu thương lại phạm phải tội giết người. Đứa cháu ấy đã lấy mạng đi người mà nó yêu, người mà hai ông bà đã đặt niềm tin gửi gắm cháu của mình, và cũng đã lấy mạng tương lai tươi sáng của chính bản thân nó. Ngày 23 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử lưu động bị cáo Hà Gia Viễn. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với tên sát nhân máu lạnh này. Tại phiên tòa, Viễn đã thừa nhận toàn bộ hành vi, đồng thời phải bồi thường tinh thần cho gia đình bị hại là 160 triệu 400 ngàn đồng. Thưa quý vị, chỉ vì nghiện chất cấm, muốn nhanh chóng có tiền để thỏa mãn thú vui phạm pháp đó mà Hà Gia Viễn đã tự đóng lại cuộc đời mà đáng lẽ ra với độ tuổi này, chờ đợi hắn ta phải là cánh cửa đại học chứ không phải là cánh cửa trong trại giam. Đồng thời, đây cũng là bài học cho những người đã và đang sa chân vào những mối quan hệ lệch lạc, đánh mất lý trí và sự tỉnh táo, để rồi bước vào con đường đánh mất lương tri, gây ra tội ác. Gây tội ác thì sẽ phải đền tội trước pháp luật, nhưng vẫn còn đó những bài học, lời cảnh tỉnh cho những kẻ vẫn còn lăm le chuyện ác, hãy chấm dứt ngay những hành vi sai trái của mình. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.